Thời gian vừa qua, Vu Sống Mỗi Ngày đã gặp gỡ và gửi tới khán giả những câu chuyện đời đầy cảm hứng. Đó là thạc sĩ Trần Thị Ánh Loan trong vòng 13 năm vừa chiến đấu với 3 căn bệnh ung thư, vừa học lên đại học và lấy bằng thạc sĩ xét nghiệm y khoa khi đã 53 tuổi. Chị Nghiêm Hương, người phụ nữ vượt qua cú sốc tinh thần sau 1.000 ngày bị đày đọa ở Ả Rập Xê Út. Thầy giáo trẻ Đặng Hoàng An và quá trình tìm lại cuộc đời mới sau tai nạn liệt hai chân ở tuổi 26. Và mới đây là câu chuyện về anh Nguyễn Quốc Dân với hành trình từ một đứa trẻ ở trại mồ côi trở thành họa sĩ. Tất cả họ đều nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, những biến cố đau buồn để tự viết lên những trang mới tươi sáng của cuộc đời. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc của một ca sĩ trẻ vượt qua biến cố bạo bệnh khi trước đó tưởng như đã phải giã từ ánh đèn sân khấu ở tuổi 27. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chính câu chuyện của người trong cuộc. Xin được giới thiệu ca sĩ Hồ Hoài Anh Nhân. Xin chào em. Dạ, xin chào chị Khánh Huyền và xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh VTV3. Ca sĩ Hồ Hoài Anh Nhân sinh năm 1992 tại Quảng Bình. Anh từng có thời gian sang Hàn Quốc học nhạc và theo đuổi dòng nhạc trẻ. Năm 2017, anh về nước lấy nghệ danh là Jay Ho khi đi hát và thực hiện hai MV I Wanna Feel và Một Con Người Mới, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nhưng chỉ vài tháng sau khi ra mắt album, anh phát hiện mình bị bệnh cường giáp. Sau đó, đôi mắt của anh cũng mờ dần và mất hẳn thị lực khi mới 27 tuổi. Đặt lên những dấu chân riêng mình ta. Hôm nay chị Huyền rất vui khi gặp em ở phim trường. Đến đây có khó khăn không em? Ai là người đưa em tới vậy? Dạ, hôm nay em đến cùng với một người bạn ở chung nhà thôi. À, chị Huyền được biết những cái biến cố của em trước đây và đến bây giờ cuộc sống của em sao? Bây giờ là em có dự định là quay lại với việc hát. Nhưng mà trong thời điểm này thì như quý vị cũng biết là cái dịch bệnh nên tất cả mọi hoạt động về nghệ thuật thì em cũng đang bị tạm ngưng lại. Bị tạm ngưng, dạ. Tuy nhiên mình có thêm thời gian để mình chuẩn bị cho sự tái xuất của mình mà. Dạ. Đó là về công việc, tuy nhiên sức khỏe của em hiện nay như thế nào thì chị Huyền cũng muốn được hỏi. Em ngồi đây như thế này, em có nhìn thấy chị Huyền không nào? Dạ, em không có được nhìn thấy chị Huyền. Dạ, dù là một người thần tượng của em hồi nhỏ. Em nhớ là hồi đó em có xem những bộ phim mà chị đóng rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ lại không có thể thấy được thì đó là một điều rất là đáng tiếc đối với em. Chị Huyền hiểu là với những cái người mà không thể nhìn thấy từ lúc còn nhỏ thì cái việc quen với cái thế giới, quen với bóng tối nó là cái chuyện một quãng thời gian và đi theo họ, họ không có cái sự so sánh. Tuy nhiên với em thì đến bây giờ em phải làm quen. Cụ thể là em đã phải làm như thế nào, tập tành ra sao? Cái việc làm quen của em thì nó rất là tự nhiên và rất là bản năng thôi. Mỗi ngày khi mà mình quen dần với bóng tối đấy thì mình cũng có cái cảm giác dần dần. Tức là ví dụ như ngày trước thì ăn cơm mẹ phải ngồi một bên để mà gắp thức ăn đồ này kia. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà mình gắp bị rớt thì mình bóc tay luôn. Đấy, tức là mình chấp nhận. Mình cảm giác là mình chấp nhận được cái điều đấy. Còn việc đi lại rồi này kia thì có thể là em có thể đi được trong nhà. Nếu em quen rồi là em có thể tự làm được những cái điều về cá nhân của mình. Chăm sóc bản thân mình. Dạ, mình cũng có thể làm được. Dùng mọi khả năng sinh tồn của mình. Bản năng nhất của con người thôi. Giờ mình đói thì mình phải ăn. Mình không dùng được đũa muỗng thì mình rửa tay thật là sạch, thật là kỹ rồi bắt đầu mình ăn. Còn cái việc mà học thì tất nhiên những cái kỹ năng dành cho người khiếm thị nó cũng rất là cần đối với em. Nhưng mà tại vì em cũng chưa có cơ hội, tại vì em cũng mới vào Sài Gòn vài tháng thôi. Thì thời gian này nó cũng chưa nhiều để em có thể tìm một nơi để mà đi học. Có lẽ mình cũng nên chia sẻ một chút về cái biến cố của em để cho mọi người cùng biết. Có thể có người biết rồi, tuy nhiên là gặp em hôm nay thì mọi người còn muốn biết sâu hơn về những gì đã diễn ra trong cái thời điểm khó khăn của em đó. Thì Nhân có thể chia sẻ là cái thời gian mà em từ Hàn Quốc về em tham gia biểu diễn, chị Huyền biết là cũng có một cái quãng thời gian rất là sôi động rồi, chứ không phải là chưa có. Và đến lúc nào thì em bắt đầu phát hiện ra là mình có một cái yếu tố về bệnh như vậy? Sau khi em ra sẵn những cái sản phẩm đầu tay của mình khoảng 3-4 tháng là em có dấu hiệu về bệnh lý về tuyến giáp. Và lúc đó em chỉ trong vòng nửa tháng thôi là em bị sụt 10 mấy ký.
thì chị biết, tức là mỗi ngày nó bị sụt 1 kg đấy. Mà lúc đó là em nghĩ là tại vì mình bị áp lực, nhưng mà mình không nghĩ là bị bệnh. Rồi sau đó em đi khám thì bắt đầu bác sĩ mới chẩn đoán em là bị cường giáp. Và cái cường giáp của em nó khá là nặng rồi. Và lúc đó chị biết không, cái việc mà đứng dậy thôi nó cũng rất là khó khăn với em. Buổi sáng em bước xuống giường là em nó bị té cái đùng này đó. Đó. Rồi sau đó bắt đầu em đi điều trị tuyến giáp. Thì khoảng thêm 3 tháng sau thì mắt của em nó bị mờ dần. Thì lúc đó em cũng chỉ nghĩ trong tâm niệm của mình là à, chắc mình chỉ bị cần thôi, hoặc là mình bị những cái bệnh nó liên quan tới tật khúc xạ thôi, chứ mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ có một ngày mình sẽ mất hoàn toàn ánh sáng. Đấy, và nhưng mà sau đó cuối năm 2018 là mắt em hoàn toàn không thấy nữa. Thì sau này thì được chẩn đoán là bị đột biến ti thể, tên quốc tế của nó gọi là Leber. Thì cái bệnh của này thì thực ra là nó rất là hiếm, nên đâm ra là khi mà tham gia điều trị tại Việt Nam mình cũng rất là ít bác sĩ biết. Rồi sau này khi mà biết được thì em cũng qua Singapore để mà xác nhận lại cái căn bệnh của mình. Thì giờ là chắc chắn là mình bị Leber, là một cái căn bệnh rất là hiếm. Tức là em đã gửi những hồ sơ bệnh án của mình đi tất cả các nước mà có nghiên cứu đề tài về căn bệnh này, thì người ta đều chưa có cách để điều trị và người ta đang nghiên cứu, và nó chỉ còn nằm trong giai đoạn lâm sàng thôi chị. Quả thật là mình cũng không được may mắn phải không Nhân? Dạ. Cái điều này thì chị Huyền nghĩ là em cũng không thể nào làm quen được ngay đâu. Dạ. Chắc chắn là cái giai đoạn đầu khi mà em phát hiện mình bệnh là đúng cái thời điểm mà em đang rất sung sức và em đang muốn cống hiến rất là nhiều trên cái con đường mà em đã lựa chọn. Và cái lĩnh vực này thì lại cũng rất là sôi nổi nữa, chứ không âm thầm như rất nhiều các ngành nghề khác. Mà đột nhiên vì cái bạo bệnh này mà em phải dừng lại, thì lúc đó cảm xúc của em chắc chắn là nó cũng tệ lắm. Đã có lúc nào mà em cảm thấy không muốn tồn tại trong cuộc sống này nữa không? Rất là nhiều chị. Rất là nhiều lần em đã nghĩ là tại sao mình lại phải tồn tại? Tại sao mình lại phải dành những cái hơi thở này? Đáng lẽ nó nên dành cho những cái người đáng được thở hơn. Lúc đó em nghĩ rất là bi quan, tất cả mọi điều tích cực mà nó được gửi đến em đều có một cái sức đề kháng chặn lại những cái điều tích cực đấy, và em chỉ tiếp nhận những cái điều tiêu cực thôi. Tại vì lúc đó thực sự chị biết không, nghe những cái bản nhạc mình yêu thích từ nhỏ, đến thời điểm đó em không dám nghe, em sợ tiếp xúc với mọi người, em sợ nói chuyện với gia đình, em sợ nói chuyện với tất cả mọi người. Rất nhiều lần nghĩ rằng mình nên buông tay, mình đang làm khổ gia đình mình đang làm cho cái thế giới này nó thêm nhiều cái màu u ám hơn. Bố em là một người rất là nóng tính, nhưng mà cái thời điểm em bị thì bố em cũng đã từ thay đổi bản thân của mình để cho áp lực của em được giảm rất là nhiều. Khi mà mình mới bị á, mình đã làm tổn thương đến những người xung quanh của mình, trong đó có mẹ em. Tức là nhiều khi em rất là bực bội vô cớ, rồi có khi em lại bị trầm cảm quá độ. Thì những cái lúc đấy em biết là em buồn thì bố mẹ em cũng sẽ buồn như vậy, nhưng mà bố mẹ em đã luôn cùng em, đồng hành cùng em, dù là không nói gì hết, chỉ luôn ngồi một bên đấy thôi, luôn ở đấy. Và em nghĩ là mình may mắn khi mình có được một cái gia đình như vậy. Cái thời điểm mà trầm cảm nhất của em á, nó rơi vào giai đoạn nào? Đó là sau khi em có làm một cái chương trình tại quê nhà, thì em mời tất cả những người nghệ sĩ, bạn bè anh em, chị em nghệ sĩ mà bạn bè của em. Thì sau cái chương trình đấy, em nhận được rất là nhiều lời khích lệ. Và sau những cái lời khích lệ đấy, thì đó vô tình nó lại tạo sự áp lực cho em. Tại vì mọi người đều nghĩ rằng em rất là mạnh mẽ, tại sao một người đã không thấy rồi mà từ làm những cái chương trình nó quy mô, từ biên tập, từ khâu lên ý tưởng, rồi từ khâu xin phép này kia, tất cả một mình em làm, thì mọi người nghĩ rằng ồn này rất là giỏi. Nhưng mà thực ra mà sau cái thời điểm đấy, em lại bị rơi vào một cái hoàn cảnh là em như một cái con thuyền lân đân trên sóng biển đó, và nó vào một cái đêm tối mịt mù, em không nhìn được định hướng tiếp theo. Và mọi người tung hô em càng nhiều thì em lại cảm thấy mình hình như không, người ta tung hô nhầm rồi, hình như người ta hiểu lầm rồi, em không được như vậy. Em cũng rất là yếu đuối, em có những cái thời điểm em rất là mệt mỏi, em cũng rất là chán nản.
thì mọi người, khi mà mọi người tung hô rằng em mạnh mẽ, em có bản lĩnh, thì điều đó vô tình nó lại là áp lực ngược lại cho bản thân em. Và lúc đó là em rơi vào hoàn cảnh trầm cảm. Và nó rơi vào nặng nề nhất là em nhớ là vào từ tháng 5 2019 cho đến phải gần đây, tức là tới tháng 3, tháng 4 2020. Thì khi mà em nghĩ là em sẽ quay lại, thì đó là một cái khoảng thời gian gần một năm trời em bị rơi vào trầm cảm. Lúc đó ai là người ở bên cạnh em để động viên em? Thực ra cũng gia đình em thôi, nhưng mà mọi người không thể động viên em được. Tại vì mọi lời động viên của đến với em đều từ chối. Tức là mình bị tiêu cực rồi mà. Dạ đúng, đúng rồi. Mình bị cảm giác tiêu cực quá. Em biết mình bị trầm cảm, nhưng mà em là không muốn gặp bác sĩ. Em không muốn gặp những cái người mà có thể giúp em vực dậy được. Tại vì em cũng đã lên internet, ngồi nghe những cái thử, nghe những cái điều tích cực mà những cái bác sĩ tâm lý nói về nghịch cảnh, nói về cái cuộc sống. Em nghe những cái điều tích cực đấy, thì trong cái tâm niệm của em nó lại tạo ra một bức tranh ngay cái những cái lời tích cực đấy, rằng là ủa, người ta đâu có ở trong cái vị trí của mình đâu. Người ta đang đứng ở một cái vị trí trên mình, và người ta đang nhìn xuống, và người ta nói cái gì nó cũng đúng. Còn mình đang ở dưới, và người ta không có ở vị trí của mình, người ta không hiểu được những cái điều của mình. Tức là em tiêu cực đến nỗi là em luôn có những cái sự, những cái luận điểu chống chế lại bài, những cái bài điều, bài khích lại bài khích lại những cái điều mà tích cực mà đến với em. Quá nặng rồi đấy. Em, tại vì lúc đó chị biết không, mỗi đêm em đều ngồi trên giường và em khóc, mà em khóc em sợ khóc mà phát ra tiếng á, thì gia đình nó, người thân sẽ lo lắng rồi buồn. Là em chỉ có kiểu mà cứ ngồi co ro, ngồi rồi khoanh tay nơi gối rồi cứ khóc. Tại vì nhiều khi mình ngủ được 2-3 tiếng, rồi trong giấc mơ em mơ là em thấy đường, em thấy lại. Và chị biết không, trong giấc mơ của em là em mơ liên tục một mấy tháng trời rằng là khi em thấy đường, cái bản năng trong giấc mơ của em là em giơ 5 ngón tay lên em xem. Và em thấy được 5 ngón tay. Và lúc đó em, ủa, mình thấy rồi hả? Nhưng mà khi mà mình vừa đặt ra câu hỏi đó thì mình giật mình lại, và mình biết là mình lại không thấy. Và lúc đó mình lại ngồi mình khóc. Mà mình khóc mà mình lại không dám để cho người khác thấy những cái giọt nước mắt yếu đuối của mình. Dù mình thực sự lúc đó mình rất là cần sự giúp đỡ, mình rất là yếu đuối, nhưng mình lại sợ sự thương hại đấy. Kể cả đối với gia đình em cũng tự tạo ra một cái bức tường cách ly mình vào mọi môi trường. Mọi coi, kể cả sự hít thở thôi em cũng thấy mệt nữa. Lúc đó em cũng nhiều mâu thuẫn quá ha. Tự mình mâu thuẫn với bản thân mình luôn đó. Thì chị Huyền nghĩ đó cũng là cái dễ hiểu của cái việc mà một người mà đang có rất nhiều điều trong tay, tuổi trẻ, cơ hội, giọng ca, ánh sáng sân khấu, rất là nhiều điều đang cuốn hút một con người đang đầy nhiệt huyết như em mà rơi vào cái hố như vậy, chị Huyền cũng hiểu. Tuy nhiên là cái quãng thời gian đó nó kéo gần một năm. Vì sao mà em lại có thể thoát ra được cái cảm giác đó để thay đổi như bây giờ? Em nghĩ rằng là em vào Sài Gòn để em tìm cách giải thoát đấy. Nhưng mà em phải nói dối với gia đình là em muốn thay đổi không khí thôi. Tại vì ở nhà mình không biết làm kiểu gì để mình giải thoát bản thân của mình hết á. Mình tức là mình bị bất lực á. Đến nỗi mình làm phương hại bản thân mình cũng không thể tự làm được. Thì lúc đấy em nghĩ em vào Sài Gòn để mà gặp lại những người bạn đấy. Rồi sau đó em sẽ tìm một nơi nào đó thật là yên tĩnh. Ít nhất là yên tĩnh nhất. Rồi mình làm sao mình biến mất đi. Thường những người khác đều luôn động viên em là cố lên. Chay ơi cố lên, Nhân ơi cố lên. Rồi mình phải mạnh mẽ lên như này như kia. Nhưng mà những cái điều đấy em làm không được. Rồi hình như định mệnh đấy. Đã cho em gặp một người chị. Cũng là một người làm nghề đến đâm ra lạ. Chị em cũng ngồi hát hò này kia. Rồi cũng ngồi nghêu ngao. Rồi sau đó khi mà tiệc nó tàn thì em bật khóc. Em nói em rất là sợ. Em sợ khi mà em quay lại đứng ở sân khấu thì quý vị khán thính giả người ta sẽ nhìn em vì người ta thương hại em, người ta mới đến với em. Chứ không phải là vì yêu thương em, không phải vì còn cảm mến ai mộ về cái dòng hát của em nữa. Và cái điều đấy làm em sợ. Thì người chị ấy đã tát cho em một cái tát bằng tâm lý, rằng là em có bao giờ em nghĩ em là nghệ sĩ không? Nếu mà em nghĩ là em là một người nghệ sĩ, em cần phải biết rằng dù còn một người muốn em nghe em hát,
dù người ta vì sao đi nữa mà người ta chỉ cần một người muốn nghe em hát, em phải đứng hát. Đó là một cái trách nhiệm của một người nghệ sĩ. Còn nếu mà em không hát, tức là em không làm tròn cái điều của một người nghệ sĩ. Và tự nhiên em bị sững người lại. Và lúc đó em từ Cần Thơ em lại về Sài Gòn. Và trên xe em đã ngồi suy nghĩ rất là nhiều. Em nghĩ đúng rồi, mình đã có trách nhiệm chưa? Mình đã đủ trách nhiệm chưa? Thì lúc đó em bắt đầu mới suy nghĩ là mình nên quay lại với nghề. Và mình sẽ dần dần, mình sẽ tập luyện lại, từ từ văn ôn võ luyện, rồi mình một ngày nào đó mình sẽ quay lại được cái đỉnh phong của mình thôi. Còn cái gì nó cũng cần có quá trình, thì em sẽ cố gắng hơn. Đó là cái điều mà cũng là một cái tác nhân mà làm cho em vực dậy được, một cái khoảnh khắc đấy. Người chị ấy chắc chắn là bây giờ vui lắm khi mà em lấy lại được tinh thần và ngồi trước khán giả nói chuyện như thế này, và đang chuẩn bị để tỏa sáng lại ở trên sân khấu, đúng không? Em đã tuyên bố là giải nghệ rồi đó. Trước đó cái lúc mà khi biết mình bạo bệnh, chắc lúc đấy là cũng lúc cảm xúc của em rất là tiêu cực. Em nghĩ rằng là em sẽ không hát nữa, đúng không? Thời điểm đó là em bị, thứ nhất là em bị về tuyến giáp. Và khi đó em tuyến giáp của em càng ngày nó càng trở nặng lên. Và bác sĩ chẩn đoán rằng là em có thể có nguy cơ là bị ung thư tuyến giáp. Có thể là phải mổ. Mà mổ thì em có hỏi là cái tai biến mà tồi tệ nhất sẽ xảy đến là gì. Thì bác sĩ nói là có thể em sẽ bị mất chồng hoàn toàn. Thì lúc đó là em đã nghĩ những cái điều mà tồi tệ nhất nó sẽ xảy đến với mình. Đấy, nên lúc đấy em đã nghĩ là em giải nghệ. Nhưng mà cũng không ngờ là thời điểm đấy đáng lẽ em phải mổ. Thì men gan của em lại nó bị lên cao quá. Tại vì trong một thời gian điều trị thì em dùng rất là nhiều kháng sinh. Thì men gan của em nó trở nên nặng. Và bác sĩ lại không thể can thiệp mà ngoài khoa vào cái tuyến giáp của em được. Và lúc đấy bác sĩ cho em uống an giáp. Rồi em sử dụng những cái thuốc của nước ngoài nữa. Nói chung là em cũng không biết là trời Phật thương hay thường đế còn đủ lòng thương cho em. Thì dần dần tự nhiên cái tuyến giáp của em nó dần dần nó được cải thiện. Và đến bây giờ thì dù phải điều trị nhưng mà nó đã giảm liều rất là nhiều. Và sắp tới có thể được ngưng luôn cái phương pháp điều trị về tuyến giáp. Nhưng mà quý vị biết đấy, hồi xưa thì em đi hát với nghề danh là chay hu. Một nghề danh rất là ngoài quốc ha. Nhưng mà bây giờ thì khi mà quay lại với dòng nhạc trữ tình quê hương, dòng nhạc bolero, thì em muốn mình mang một cái tên. Thứ nhất là một cái tên của thân sinh mình đã dành ưu ái dành cho mình. Thứ hai nữa là một cái tên rất là thuần Việt, để mà khi mình hát dòng nhạc Việt thì những quý vị khán thính giả, những người cao tuổi hơn cũng có thể dễ đón nhận mình hơn. Và bây giờ em lấy nghề danh là Hoài Nhân, là cũng là tên thật của em. Người đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mùng. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu ơi, còn đâu, còn đâu. Tình duyên đã lỡ. Tuy nhiên chị Huyền cũng muốn hỏi em rằng là cái cảm xúc của em khi đứng lại trên sân khấu, gặp gỡ lại với khán giả, dạ, nó như thế nào? Thực sự em run lắm. Cái lần đầu tiên em quay lại đứng lại từ sân khấu á, là cái chương trình Thailand Bolero đấy, là lần đầu tiên em quay lại. Khi mà đứng trên sân khấu em rất là sợ. Thứ nhất là em sợ không biết là có ai nhận ra mình không? Em sao lại sợ ông đấy, tại lại vì sợ người ta nhận ra mình là sao? Dạ, nó rất là mâu thuẫn rằng là nếu mà người ta nhận ra mình rồi, mình tự nhiên hồi xưa mình đi hát, bây giờ mình lại đi thi, rồi lỡ mình thi rớt cái là chắc mình quê lắm. Đấy, tức là mình sợ những cái điều rất là vớ vẩn, nhưng mà nó những cái điều rất là tầm thường, nhưng mà những cái điều đó rất là đời. Thứ hai nữa là sau một khoảng thời gian dài mình không hát, cái giọng của mình nó cũng dần yếu đi, vì chỉ biết là
những người mà bị về tuyến giáp thì người ta không có hơi, tại vì sức của người ta rất là yếu, và em lúc đó khó để mà lấy hơi được như mà cái thời kỳ đỉnh cao. Thì lúc đó mình rất là lo, mình không biết cái nốt này mình lên tới không. Dù những cái nốt này hồi xưa là mình có thể tới được nốt lá, nhưng mà tới cái bài đấy nó mới nốt mí thôi mà em cũng ngại, nốt phá thôi em cũng ngại nữa. Tại vì mình lo, nên đâm ra là mình cứ nghĩ là mình sẽ không lên tới. Nhưng mà may mắn rằng là phần thi của mình cũng còn hơi run, nhưng mà mình cũng đã tròn vẹn làm ban giám khảo trong cái buổi cắt tiếng ấy, cảm thấy là cho qua được. Thực ra là cũng hơi khiêm tốn. Nhưng mà chị Uyên hiểu, lúc đó em sẽ nhiều áp lực lắm. Áp lực của cái việc quay lại đó rất rất là nhiều. Thì ví dụ như hồi xưa em tập có 5-7 lần, thì em nghĩ là em quay lại thì em đã phải tập có đến nửa ngày, tức là cứ hát đi không được, hát lại từ mình ngồi nghe. Khi mà mình thuộc rồi thì mình phải cần có cách để mà đứng trên sân khấu, mình phải biểu diễn. Ít không ít thì nhiều, em phải cần phải có cái sự tương tác với quý vị mà em không thấy rồi, thì cái vì sự tương tác đấy nó rất là hạn chế. Đúng rồi. Và vì vậy nên em sẽ tập rất là nhiều, tức là tập nó thành một cái bản năng. Để khi mà đứng trên sân khấu, em không muốn quý vị nhìn vào em là cảm thấy ồ, một người ca sĩ thật là tội nghiệp. Mà em muốn đứng đây với một cái tâm thế rằng mình là một người nghệ sĩ, mình đưa đến giọng hát của mình, chỉ là mình không thấy thôi. Nhưng mà quý vị hãy lắng nghe cái giọng hát của em, hãy xem em biểu diễn. Có thể nó còn rất là non nớt, nó còn đang khập khiễng, tại vì em đang cần thời gian để mà quen dần với bóng tối. Nhưng mà mong quý vị có sự bao dung để nhìn dần và thấy được cái sự hoàn thiện của em đến từng ngày. Có nhiều điều bất ngờ còn ở phía trước chúng ta lắm Nhân ơi. Hãy cố gắng thật nhiều. Cảm ơn chị. Hôm nay thì khán giả được gặp em trong chương trình ngày hôm nay, chị Huyền được gặp em ngày hôm nay rất là vui, và cũng mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em trong chặng đường phía trước. Và hy vọng rằng là những cái thời điểm khó khăn đó đã qua và không bao giờ quay trở lại với em nữa. Mọi thứ quan trọng nhất là ở chính mình. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và em cũng cảm ơn chương trình Vui Sống Mỗi Ngày đã cho em cơ hội được ngồi đây, được ngồi bên chị Huyền, một người mà em đã từng rất là ái mộ. Em ngồi đây em được chia sẻ một cách rất là thoải mái. Thì đâu đó nó cũng sẽ vơi bớt cái niềm khó khăn trong lòng em, nó những cái uất ức, những cái ức chế gì đấy trong lòng em đôi khi nó cũng được phát ra. Nhưng mà đâu đấy em nghĩ rằng là câu chuyện của em nó cũng rất là đời. Nó sẽ mang tới cho quý vị cái sự vượt qua được nghịch cảnh như em thôi. Tại vì em nghĩ rằng em không phải là một người quá mạnh mẽ, mà em còn làm được thì quý vị cũng sẽ làm được như em thôi. Thực ra là không có một cái liều thuốc nào nó kháng sinh mạnh bằng thời gian, thưa quý vị. Em muốn chia sẻ cùng quý vị rằng nếu mà quý vị đang trong giai đoạn nghịch cảnh, xin quý vị hãy cho thời gian, có đủ thời gian để thời gian nó xoa dịu nỗi đau của quý vị. Thời gian nó kinh khủng lắm, đôi khi nó tàn nhẫn, nó đưa quý vị ra khỏi những cái niềm hạnh phúc và đưa quý vị tới những cái đau khổ, nhưng mà cũng chính nó đưa quý vị ra khỏi những cái sự mà tuyệt vọng nhất. Và em cảm ơn chị một lần nữa, cũng như cảm ơn chương trình một lần nữa. Em cứ nói rằng em không phải là người mạnh mẽ, nhưng chị Huyền thấy em rất giỏi, rất rất giỏi. Không phải và vô cớ mà mọi người nghĩ em mạnh mẽ đâu, bởi vì khi mà em đã có bạo bệnh rồi mà em vẫn có thể một mình thực hiện được những cái chương trình mà em muốn làm thì điều đó không phải ai cũng làm được. Sâu xa trong em rất mạnh mẽ. Chính vì vậy mà hãy tin tưởng vào những cái gì mà mình muốn và mình sẽ đạt được nhé. Em cảm ơn chị. Và ngày hôm nay thì chị Khánh Huyền cũng như là quý vị khán giả cũng mong muốn được lắng nghe giọng hát của em sau một thời gian dài đó. Em có đồng ý gửi tới quý vị khán giả một bài hát nhân chương trình ngày hôm nay không? Thì hôm nay khi mà đến với chương trình thì để quay lại với một cái dòng nhạc mới, thì em xin gửi tới một ca khúc rất là mộc mạc của cô nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca khúc được mang tên là Đường Xưa Lối Cũ. Quý vị thân mến, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoài Nhân qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ, trong chuyên mục Tận Hưởng Cuộc Sống của ngày hôm nay. Thank you.
đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi đứng run trong hồn hoàng. Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi lòng không đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời từ ly cuối cùng trước khi phật kỳ. Chành lòng tương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ngài in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời từ ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chành lòng tương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ngài in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ
thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều.